Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 100 top cần có ký hiệu là Draco đến từ dự án Draco First nè các bạn. Thì chương trình airdrop này nó có 3 round, mình làm hết 3 round luôn nha các bạn. Mỗi một round mình nhận được 100 top cần và nó sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 10 nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần list phần link mô tả thứ nhất mình để chat chatbot nè các bạn. Một top cần Draco 0.1 đô. Rồi các bạn bấm vào 69 trừ 9 là bao nhiêu ta? 87 hả các bạn? Rồi. Video đầu tiên các bạn join group kênh seller nè các bạn. Rồi bạn bấm đáp lên, tiếp tục xuống tiếp kênh seller nữa. Rồi, trên tờ Twitter nó follow like và pin bot nè các bạn. Rồi xin tạm Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bấm like nè, các bạn chấm chẵn cho tờ quýt nè. Chat một câu đi các bạn. Good airdrop hay là gì tờ quýt lại bình luận luôn nha các bạn. Good airdrop luôn. Không biết bình luận gì luôn. Rồi tiếp tục thì các bạn Chico support. Phép này là gì ta? Này dưới hút bỏ đi các bạn. Tiếp tục vào join group các bạn. Trên cái tiếp kênh trailer nữa nè. Rồi xong xuống hết thì bấm don nha các bạn. Rồi nó có son kênh channel không thì gọi kiểm tra nha các bạn. Son gọi bấm don. Sau đó thì các bạn điền là username tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Bạn nhập anh meta mình sẽ thấy được username mình nha các bạn. A còng anh A còng win VNN9 support nè. Rồi sau đó nó hỏi có join kênh channel không thì các bạn bấm don nha bạn. Đây trên ngủ gặp 6 khá là uy tín nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gỡ địa chỉ bên bi sờ mát xem bet 20 trên chocolate các bạn nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ nhận được bạn lấy ghép chia sẻ cho bè những người thân, mỗi được ghép bạn sẽ nhận được 11 boy nữa nha các bạn. Rồi tiếp tục mình chatbot con gao 2 nha các bạn. Gao 2 cũng tương tự luôn các bạn, bấm start. Bấm son này drop. Này kênh group kênh seller rồi, chắc mình đã son rồi hết rồi. Chỉ kiểm tra lại thôi nha các bạn. Rồi, follow tại Twitter nữa. Lại tại Twitter luôn các bạn. Trình này group này có 2000 gao 2 này có 2800 phi may mắn các bạn, tại Twitter luôn nha các bạn. Rồi follow kênh thứ hai nó luôn nè, xem người góp like tự quýt luôn nha các bạn. Rồi bộ muốn vào submit detail lên bấm don. Rồi tiếp tục từ submit đường link profile nha các bạn. Gao 1 thì kêu username, gao 2 thì nó kêu mình gửi đường link profile anh bà ta, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn, nhấp ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Bạn sao chép liên kết gỡ cho bot nào. Sau đó các bạn cũng gỡ địa chỉ bên bi sờ mát xanh bet 20 trên chocolate tiếp tục nha các bạn. Ba gạo không vô con nào thì cũng xui lắm. Rồi các bạn join kênh channel luôn, bấm don follow request. Tới mình đã quên submit link request rồi các bạn. Các bạn để mình làm lại bước này. Không phải cái bước này tại con bot nó bị lỗi các bạn. Nó bỏ một bước mình submit link request nè. Thì bạn vào subscribe kênh YouTube luôn mà like share video luôn. Mình tưởng nó mình bị lỗi không chứ cũng nó bị lỗi. Rồi các bạn chia sẻ lên Twitter nữa nè. Đăng test nè. Sau đó thì bạn quay trở lại nè, các bạn nhập vào avatar của mình nè, nhập vào kênh của bạn nè. Các bạn copy của username kênh YouTube mình nha các bạn, hoặc là channel link, mình khuyên các bạn gửi channel link đi các bạn. Nhấp ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè, bạn sẽ cho liên kết, gỡ username nữa bị lỗi. Rồi, sau đó bạn bấm balance để chiếc số cầm kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 token Draco. Rồi, các bạn bấm vào cái link để liên kết chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm token các bạn. Tiếp tục con Go 3. Start tiếp tục. Vô này drop. Drop.
Rất bên seller follow tại Twitter và Reddit. Lại tại Twitter luôn đi. Này mình tại Twitter rồi. John Kipps channel nè, follow minimum nè. Minimum nó chậm quá các bạn. Trên minimum nó thì bạn follow nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên mấy này. Rồi bạn cho tiếp kênh channel. Follow tại Twitter và tại Twitter account. Này rồi dot nè. Đâu đâu ta. Rồi các bạn like nè, các bạn chấp nhận như tại Twitter nha các bạn. Các bạn gõ a cộng hay data nè các bạn. Bạn tự quyết lên nè các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nha các bạn. Bấm vào để sơn RAM bát. Rồi bạn chọn hình RAM nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ mail bạn vào nè. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với bên B sơ Machine Bet 20 trên chút flat. Hai con bot đầu chat trên ngồi gấp 6. Con bot thứ ba này chat trên cùng ở gấp 1. Rồi tiếp tục thì các bạn submit link. Link profile từ Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào Anbata để chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi link quýt nha các bạn. Đem coi tờ quýt bài nào các bạn. Free sale. Các bạn like các bạn tờ quýt luôn nha các bạn. Rồi các bạn mở tờ Twitter các bạn gửi lại nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tờ quýt nha các bạn. Đâu bài nào ta. Không biết bài nào luôn. Em tìm mất kép. Khoan các bạn, để mình chờ. Các bạn chia sẻ một bài gấp ta đi nha các bạn. Gấp ta hay. Rồi, mình chia sẻ bài gấp ta nha các bạn. Rồi, các bạn gọi lên cho bot nè. Cũng nó không mà các bạn. Rồi, tiếp tục. Bấm máy heo cho net nè. Submit link minimum. Nhiệm vụ này thì chọn nha các bạn. Các bạn có thể bỏ qua, bấm skip bỏ qua nha các bạn. Rồi, trên minimum thì bạn nhấp vào bay vào trang đen nè các bạn. Đâu rồi ta. Rồi các bạn nhấp vào Namata của mình nè các bạn. Nhấp vào Namata mình cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi rồi cho bot nè. Rồi nó có trên kênh channel không thì các bạn bấm máy heo cho net nha các bạn. Họ tự quyết không bấm máy heo cho net nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào menu nè. Bấm vào máy balance đi chết số càng một cái vườn. Mình đã nhận được 100 tập càng ra cô nè. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm tôi cần nha các bạn. Thì video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.